mà em là người Bắc, con trai Bắc, em có thích con gái Nam Bộ không? Ồ, em rất là thích nghe giọng miền Nam. Miền Nam không em? Chị Giang nói vài câu cho em biết nè. Chị là miền Nam rặt luôn đó em. Giọng cỡ đó được không em? Em nghe vậy thấy sao? Em toát hết mồ hôi. Giọng chép lên cao đó. Giọng chị bình thường mà chép gì? Em Đức Anh ơi, giọng chép em chịu, em thích giọng nổ không? Chị nè em. Em thấy sao? Em thấy sao? Được không em? Đó, giọng lên nổ bên chép rồi hai chị em mình thiệt á. Đừng có mướn cái loa bỏ hai chị em ra là không được rồi. Thôi em đang xem xét lại hoặc là vừa rồi. Thôi em đỡ gạt lại nè. Có một nhỏ em giọng miền Nam ngọt ngào lắm. Làm cái của Buka. Trời trời sao đẹp trai dữ vậy trời. Buka hát tặng một đoạn nhạc luôn. Nghe nó hết hồn. Bài gì vô? Em đi trên có non mồng ôm đôi bờ đường đê. Em che ngang cái nón lá chân cũng rè nghe nhịp cầu tre. Trời ơi hay quá, dở gì mà dở dữ vậy trời. Chị Giang, chị Giang nói vậy thôi, thật ra chị muốn làm cho vui thôi chứ giọng chị Giang rất là nhỏ nhẹ. Mà còn hát lại câu đó đi chị, lấy điện cho chị em hát ở miền Nam mình coi. Em đi trên cỏ non mọc ôm đồi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Hai bàn tay của em đây em cũng muốn cho mẹ xem. Hai bàn tay của em đây hai. Em thấy chưa? Thấy chưa? Em nghĩ là dù giọng nói của chị có như nào nhưng mà em yêu giọng hát chị mất rồi. Cảm ơn em. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29/6 trên kênh HTV7.